Toyota Vios 2018 độ đèn có zin hay không? À em chào bác nhé, thì tiện đang có một chiếc xe Toyota Vios 2018 đây, bên em vừa hoàn thiện nâng cấp một độ đèn, thì anh em hỏi là có zin hay không? Thì em xin trả lời một câu hỏi rất là đơn giản như thế thôi. Thì anh em khi mà nâng cấp độ đèn với những dòng xe, cụ thể là dòng xe Toyota Vios này, từ 2016 đến 2018 này, đã được trang bị bi projector sử dụng bóng halogen ấy, thì khi lắp đặt ấy, thì là lắp đặt zin anh em nhé. Đấy, anh em chỉ thay thế là bỏ cái bi cũ và thay thế bằng một cái cặp bi led mới cùng kích thước và bắt zin đó, thì không phải là cắt quét hay là độ chế gì ảnh hưởng đến cái hệ thống đèn cũng như hệ thống điện của xe. Hệ thống điện thì sẽ đảm bảo cho tất cả anh em, từ và nguồn điện, rắc cắm, tất cả mọi thứ đều đảm bảo và bảo hành cho anh em. Và anh em khi mà đi đăng kiểm ấy, ở thời điểm hiện tại thì lắp những cái bộ bi led như này thì anh em đi đăng kiểm bình thường nhé, không có vấn đề gì cả. Đó là khi mà anh em nâng cấp lên một bộ đèn bi led cho xe Toyota Vios thì nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ zin như thế này, như zin luôn. Có thể tắt đèn đi thì anh em sẽ không biết là đây là đèn độ hay là đèn nguyên bản nhé. Đó, khi mà tắt đèn đi thì anh em sẽ không biết là đây là đèn độ hay đèn nguyên bản, bởi vì là kích thước bi nguyên bản là kích thước bi đây này là kích thước đều là bi 3 inch và kích thước là bằng nhau. Đó, thì là anh em nào đang sử dụng xe Toyota Vios cần nâng cấp đèn mà lắp đặt zin thì em mời qua Agana Thái Nguyên để em sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như là lên combo cho anh em sao mà nó hợp lý, nó ổn định và cái giá thành nó tốt nhất, chế độ tốt nhất cho anh em.